Xin chào quý khán giả đến với chương trình Kết nối Bắc Sông Hậu kỳ thứ 10, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tổ chức sản xuất. Đây là chương trình được lương phiên phối hợp sản xuất và được phát sóng định kỳ vào chủ nhật hàng tuần trên sóng truyền hình của các đài phát thanh truyền hình Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Thưa quý vị, độc lập tự do nhờ ơn Đảng, áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ. Hàng năm cứ vào dịp Quốc khánh 2 tháng 9, qua cùng không khí tưng bừng kỷ niệm ngày độc lập, thì nhiều địa phương ở miền Nam cũng chuẩn bị mâm cổ tươm tất để cúng dỗ bác Hồ. Đám dỗ ở miền Nam là một phong tục thể hiện sự hiếu kính của con cháu với người đã khuất. Đây cũng là dịp để thắt chặt tình làng nghĩa sớm. Đám dỗ bác còn mang ý nghĩa thiêng liêng hơn, đó là tấm lòng của những người con miền Nam luôn ở trong tim bác, là dịp để mọi người cùng tưởng nhớ và báo công dân bác. Đây cũng là chủ đề của chương trình kết nối Bắc Sông Hậu kỳ này, miền Nam nhớ mãi ơn người. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin phần đầu của chương trình. Nhiều hoạt động tại khu di tích Nguyễn Sinh Sắc dịp lễ Quốc Khánh. Long An hợp Long cầu giảm cỏ tây chào mừng lễ Quốc Khánh. Vĩnh Long lan tỏa phong trào trồng cây xanh theo lời căn dặn của Bác Hồ. Tiền Giang lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác. Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bến Tre học và làm theo lời Bác. Phóng sự ấm tình ngày dỗ Bác. Trong dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, khu di tích Nguyễn Sinh Sắc ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang diễn ra nhiều hoạt động văn hóa du lịch. Bên cạnh đó, một công trình mới tại khu di tích cũng được nhiều sự quan tâm của du khách khi đến dân hương tưởng nhớ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngoài công trình này thì đền thờ và mộ cụ phó bản nguyễn sinh sắc cùng với khu nhà trưng bày luôn là nơi mà du khách ghé đến đầu tiên để dân hương và tưởng nhớ cụ phó bản nguyễn sinh sắc ngoài ra du khách còn được trải nghiệm không gian làng hòa an xưa nơi cụ phó bản từng sống gắn bó với nhân dân nơi đây du khách còn được tham quan ngôi nhà sàn của bác hồ phục dựng theo nguyên mẫu tại hà nội Dịp lễ này, khu di tích Nguyễn Sinh Sắc còn tổ chức không gian trưng bày ảnh tư liệu chủ đề 93 năm Đảng Cộng sản Việt Nam và từ làng sen đến hòa an cao lãnh. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa như viết thư pháp, hội thi chợ chim nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm một ngày làm nông nghiệp, các gian hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp và đặc sản địa phương. Đến thời điểm này, công trình cầu bắc qua sông Dầm Cỏ Tây thuộc đường dành đai thành phố Tân An, tỉnh Long An đã được hợp long nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và dự kiến thông xa kỹ thuật vào tháng 11 tới đây. Cầu giam cỏ Tây là công trình đầu tiên trên địa bàn tỉnh được thực hiện bằng công nghệ Echados, loại hình kết cấu giam cát hỗn hợp giúp tăng khả năng chịu lực, tiết kiệm chi phí và tạo mỹ quan cho công trình. Dự án cầu giam cỏ Tây được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2024, gồm các gói thầu 5A thi công cầu giam cỏ Tây, 5B thi công xây dựng nâng cấp mở rộng đường tỉnh 813, sửa chữa cầu tổng quẩn và hạng mục điện chiếu sáng, tổng mức đầu tư hơn 613 tỷ đồng, trong đó trung ương hỗ trợ hơn 382 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác. Về quy mô, cầu Giàm Cỏ Tây có 7 nhịp dài gần 440 m, rộng 18,5 m. Đây là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và cũng là hạng mục nối liền tuyến đường dành đai thành phố Tân An. Cũng nhân dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, cầu bắc qua sông Cần Duột chính thức khánh thành với chiều dài 417 m, rộng 8 m, tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm của nghị quyết đại hội Đảng bộ quyền Cần Duột lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Thời gian qua, phong trào trồng cây xanh được tất cả các địa phương cũng như các đoàn thể chính trị xã hội ở tỉnh Vĩnh Long hưởng ứng tham gia. Theo thống kê của ngành chuyên môn, giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2022 có khoảng 265.000 cây xanh phân tán đã được các ngành các cấp trong tỉnh Vĩnh Long trồng mới. Nhờ vậy đến nay, toàn tỉnh có khoảng 90% tuyến đường nông thôn được trồng cây xanh phân tán. Nhớ bác, làm theo lời căn dặn của bác, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục hưởng ứng phong trào trồng cây với nhiều giải pháp thiết thực, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 cũng như thực hiện thành công kế hoạch trồng 500.000 cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thời gian qua, nhiều tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã nâng cao ý thức cũng như tinh thần trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cụ thể, Tiền Giang xây dựng các mô hình làm theo lời bác như mô hình nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, thời ảnh bác hồ, xây dựng tủ sách bác hồ. Nhiều phong trào được phát động như phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội của hồ, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây dựng gia đình năm ba sạch, góp phần dung đắp giá trị gia đình Việt Nam, phong trào bác sĩ tình nguyện đi chống dịch. Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo. Từ đây xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình qua việc học tập và làm theo lời là bác. Những kết quả đã đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra trong những năm qua, cấp quỹ lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bến Tre luôn quan tâm giáo dục đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp trọng tâm then chốt. Lực lượng cảnh sát cơ động không ngừng học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng theo 6 điều bác hồ dạy công an nhân dân. Cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân dân, vì nhân dân phục vụ, thường xuyên tự soi tự sửa theo hay bảy biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào văn hóa thể dục thể thao do công an tổ chức, việc học tập nghiêm túc các nội dung chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động tất cả đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, phòng cảnh sát cơ động luôn có nhận thức chính trị đúng đắn, xác định rõ trách nhiệm, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân mến yêu, tín nhiệm. Hình ảnh và quy tín của lực lượng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Bến Tre ngày càng được nâng cao. Điều đặn mỗi năm vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ngôi nhà nhỏ của ông Lê Quang Trạng ở ấp Đại An, xã Tân An, huyện Cần Long trở nên rộn ràng và ấm tình hơn rất nhiều khi người dân địa phương cùng sum họp đến nhà tổ chức lễ dỗ bác hồ. Nghi thức ý nghĩa này đã trở thành thông lệ thể hiện tấm lòng cùng sự tri ân sâu sắc của người dân đối với vị lãnh tụ cách mạng kính yêu của dân tộc Việt Nam ta. Hơn nữa thế kỷ đi qua, kể từ năm 1971 cho đến nay, gia đình ông Trạng luôn tổ chức lễ dỗ bác ngay dịp Quốc Khánh 2 tháng 9, cấp quỹ đảng, chính quyền và người dân trong xã tự nguyện tham gia, cùng tụ họp về nhà ông Trạng để chuẩn bị đặc sản quê hương, tự tay hái lá, làm bột, gói hàng trăm đòn bánh tét và bánh ít thơm ngọt, cúng dân bác. Hồi nhỏ tôi đã được ba truyền tôi... dạy lại cái ngày này là ngày đám dỗ bác, ngày ngày quốc khánh 29. Rồi đó hiện giờ là ba tôi đã mất. Rồi đó thì tôi muốn duy trì để sau này để cho những cái thế hệ sau để nói nói, gương thôi để tưởng nhớ đến vị lãnh tụ. Nhiều cô bác lớn tuổi đến tham gia lễ dỗ bác tại đây cho biết, ngay từ những năm chưa giải phóng, người dân Tân An đã tự nguyện tụ họp cùng tổ chức lễ dỗ bác. Trong mọi hoàn cảnh, dù có khó khăn ra sao, người dân nơi đây vẫn luôn nhớ về bác với lòng kính yêu vô hạn. Chính vì thế, ngày dỗ bác 2 tháng 9 hàng năm, từ lâu đã trở thành ngày dỗ chung của cả xã. Với lòng thành kính tưởng nhớ bác, gia đình ông Lê Quang Trạng tự nguyện tích góp xây dựng nhà thờ Bác Hồ ngay khuôn viên trước nhà. Nghi thức dỗ bác được tổ chức đơn giản với những món ăn bình dị sẵn có của địa phương nhưng cũng rất ấm tình. Mỗi người thành kính thắp hương tưởng nhớ bác bằng tất cả lòng tri ân sâu sắc dành cho vị lãnh tụ cách mạng kính yêu của dân tộc. À, nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 hàng năm á, thì đảng bộ um, phát động chi bộ chính quyền và nhân dân trong ấp tổ chức nhiều các hoạt động để hưởng ứng kỷ niệm ngày 2 tháng 9 với nhiều các hoạt động rất là thiết thực thì trong đó thì các hoạt động tổ chức cho chính quyền và địa phương cũng như là các cái đoàn thể và bà con nhân dân trong ấp tổ chức gói bánh để ôn lại cái truyền thống cách mạng của dân tộc bên cạnh đó thì nhằm làm sao để tạo cái sự đoàn kết gắn bó gần gũi nhau hơn giữa đảng chính quyền và nhân dân để tạo cái phong trào hành động cách mạng ở địa phương song song với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, xã Tân An tiếp tục quan tâm thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới trong phát triển kinh tế, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Quý vị và các bạn đang xem chương trình Kết nối Bắc Sông Hậu kỳ thứ 10 do Đài Phát Thanh Truyền hình Trà Vinh sản xuất. Sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý của khu vực Bắc Sông Hậu. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây Mekong xuất khẩu dừa uống nước sang Mỹ. Dương quốc trái cây mang nhiều sản phẩm ô cốp nông nghiệp đến giới người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh. Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Đồng Tháp và Quảng Tây Trung Quốc. Chính Long chú trọng nâng cao chất lượng nông sản và tăng cường liên kết chuỗi giá trị. Triệu con tem truy xuất cho những sản phẩm chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây Mekong đã cho lăn bánh chuyến xe container dừa uống nước đầu tiên xuất khẩu sang Mỹ. Kể từ khi cuộc kiểm dịch động thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ AFIS thông tin cho phép Việt Nam xuất khẩu dừa sang thị trường này vào đầu tháng 8 năm 2023 này. Công ty đã nắm bắt cơ hội hợp tác xuất khẩu lô hàng đầu tiên sang thị trường Mỹ với 5 container, tương đương 100.000 trái dừa thương phẩm xuất khẩu sang Mỹ là trái đã bỏ vỏ, đã tách ít nhất 75% phần sơ dừa và loại bỏ hoàn toàn lớp vỏ xanh bên ngoài. Đơn vị này cho biết, ưu điểm của thị trường Mỹ là sự ổn định quanh năm, tạo tiền đề tốt cho hoạt động xuất khẩu dừa uống nước của doanh nghiệp được ổn định. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, Việt Nam đã kết thúc đàm phán với Mỹ vào giữa tháng 8 năm 2023. Kết quả dừa tư xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ không cần xây dựng mã dùng trồng, mã nhà máy đóng gói, chỉ cần kiểm dịch thực vật duy nhất một lần tại các cảng nhập cảnh của Hoa Kỳ. Cùng với những loại trái đặc sản và nhiều loại sản phẩm chế biến đóng gói được chứng nhận ô cốp, thì các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Tiền Giang cũng có mặt tại Trung tâm xuất tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh số 92-96 Nguyễn Huệ, quận 1 trong năm ngày từ ngày 29 tháng 8 đến 2 tháng 9 để giới thiệu quảng bá đến người tiêu dùng cũng như các cửa hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là hoạt động của tuần lễ giới thiệu các sản phẩm ô cốp và sản phẩm đặc trưng của Tiền Giang tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm ngày diễn ra cùng với các loại trái cây nổi tiếng được chứng nhận ô cốp như sòi cát quả lộc, dứa sữa lò rèn dĩnh kim, sầu riêng thanh long thì có rất nhiều sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp có chứng nhận 3 sao, 4 sao sẽ được giới thiệu quảng bá như mắm tôm trà bà Hai Diễm, gạo VD20 gò công, yến sào Trí Sơn, đông trùng hạ thảo. Trung Quốc đang là đối tác thương mại thị trường nhập khẩu lớn nhất Thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, trong đó Quảng Tây là một trong những tỉnh có quy mô lớn về dân số và kinh tế, cửa ngõ quan trọng để nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là nông sản và Trung Quốc. Để gặp gỡ và tìm hiểu nhu cầu hai bên, mới đây, tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức tọa đàm phổ biến thông tin quy định của Trung Quốc đối với nông thủy sản nhập khẩu và kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai tỉnh Đồng Tháp và Quảng Tây. Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 400 dùng trồng được cấp mã số xuất khẩu sang Trung Quốc với diện tích trên 10.500 hecta gồm 8 loại cây trồng là xoài, nhãn, ớt, mít, sầu riêng, thanh long, chuối, khoai lang. Đối với thị trường Trung Quốc, 6 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Đồng Tháp đạt 126 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 107 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 18,9 triệu USD. Tại tòa Đam, Đại diện doanh nghiệp hai tỉnh Đồng Tháp và Quảng Tây trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp giúp kết nối giao thương để mạnh hơn nữa hoạt động xuất khẩu nông thủy sản như tăng cường hợp tác toàn diện, hoàn thiện cơ sở hạ tầng logistics, thúc đẩy thêm nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, tăng cường kết nối giao thương giữa doanh nghiệp hai tỉnh. Phía doanh nghiệp Trung Quốc đề nghị tăng cường khâu kiểm dịch thực vật, đảm bảo tiêu chuẩn trái cây, phối hợp đưa trái cây Đồng Tháp lên sàn thương mại điện tử tại Trung Quốc thời gian qua trên địa bàn tỉnh Chỉnh Long đã có nhiều cá nhân, tổ chức xây dựng dùng trồng nông sản có chất lượng cao đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn, nâng cao lợi ích của nông dân khi tham gia chuỗi giá trị. Hiện toàn tỉnh có 37 cơ sở sản xuất chế biến và tiêu thụ nông sản được chứng nhận các tiêu chuẩn GAP và tương đương an toàn dịch bệnh còn hiệu lực. Đồng thời tổ chức liên kết sản xuất lúa với các công ty trong và ngoài nước ở hai vụ đông xuân và hè thu với diện tích 752 ha tại các huyện Tam Bình, Trà Ôn, Long Hồ và Dũng Liêm, các tổ hợp tác, hợp tác xã đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như phun thuốc bằng máy bay, quản lý chất lượng bằng mã truy xuất nguồn gốc, tham gia chuỗi giá trị sản xuất gắn với chương trình ô Trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục khuyến khích tập hợp nông dân sản xuất theo quy mô lớn, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng nông sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh cấp mã số dùng trồng và truy xuất nguồn gốc nông sản nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho nông sản và phục vụ xuất khẩu. Để tăng tính cạnh tranh và quảng bá thương hiệu cho sản phẩm ô cốp Long An, thời gian qua, ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang triển khai việc dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc cho phần lớn sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh nhà. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An đã hỗ trợ hơn 2,06 triệu con tem truy xuất nguồn gốc bằng mã QR đối với 17 cơ sở đã được xác nhận chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn. Hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc cho 57 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp, đồng thời xây dựng và triển khai hệ thống kết nối cung cầu nông sản an toàn tỉnh Long An với 350 cơ sở sản xuất kinh doanh và hơn 38 sản phẩm đã được đăng tải trên hệ thống này phục vụ người dân. Bên cạnh đó, tỉnh còn hỗ trợ người nông dân ứng dụng công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi, như sử dụng phần mềm để theo dõi, giám sát thông tin quan trắc, phân tích dữ liệu về cây trồng, sâu bệnh, giá cả thị trường nông sản, quản lý nguồn thiết bị điện trong nuôi tôm thẻ, sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc, xạ giống hệ thống giám sát sâu rầy thông minh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại số phát sóng kỳ thứ 10 của chương trình Kết nối Bắc Sông Hậu. Chương trình do các đài phát thanh và truyền hình Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả vào tuần sau.